chia sẻ không khí trận đấu Việt Nam với Nhật các bạn. Trận đấu đang diễn ra cái hiệp 2 rất là hào hứng các bạn. Cái không khí này ở thị xã Gò Công nha các bạn. Mà đâu đá không đúng đâu ta. Quán cà phê các bạn thấy không khí mọi người đang tập trung cao độ xem bóng đá. Cái góc này đá đâu có trúng đâu. Xém à, xém vô à. Còn đợi em làm được được. Ôi mình nên đánh lại xuống. Đỡ ra được Lâm ơi. Lên trời. Lên trời. Đang húng hồi hộp. Đó là hiểm quá hiểm. Hiểm quá hiểm. Thiệt tình. Đó là bàn không đúng mà ta. Đó giờ nó không đúng nữa là chạm vô bóng rồi mà. Để không? Tại vì nó chòm bay chòm lên bay nghe mà đứng qua nó lên. Bay chòm lên quá thì chòm. Đây là phút chết nữa nè. Nữa nè, góc xa nè. Phút thứ mấy hiệp 2 rồi thỏa. Đây phút này chắc 10 phút rồi. Mới 10 phút hả? Chết nữa nè. Giờ mình hiểu râu rồi. Hiểu râu à. Mình nhà mình chờ mai thôi. Tấn mình quá tấn. Hai trong bàn luôn rồi. Hai trong bàn hai gì. Mọi người đang chăm chú xem trận đấu bóng ở hiệp 2 giữa Nhật và Việt Nam các bạn. Cái không khí đang không khí đang trầm lắng xuống sao bạn thua. Trầm lắng. Tôi đang thuyết minh. Đang thuyết minh đó lên. Đang thuyết minh. Trầm lắng xuống rồi, đang lắng động rồi. Đang trầm lắng trầm xuống á. Nãy ông Diệp nói cái thằng nào là đá dễ vậy, anh là cái thằng này đầu, thằng đầu trống bạc bạc phải không? Nhật á, bên Nhật á. Yoshida gì á. Tự dắp té mà ai đâm lỗi đâu trời. Tự sao? Đúng không? À, anh Việt tự dắp té mà dưới vợ té mà. Không khí đang trầm xuống các bạn. Nghe mấy em bé ngủ luôn. Em bé coi đá banh mà bé ngủ.
Em bé thành ngủ luôn. Em bé đang xe giấc luôn rồi. Em bé cũng đam mê đá banh. Em bé thành ngủ luôn rồi. Vô hả? Không mà cái trận này là Việt Nam đá vậy là cũng quá hay rồi ha. Một đá ngon cơ quá. Ừ. Thỏ vẫn vẫn lời mình rồi vẫn vô đi hồi em nghe hả? Đang bị đuối hả? Không khí đang lắng xuống. Đang lắng động à. Cái sân nó đẹp rồi ha, sân quá đẹp. Đang lắng xuống rồi. Trọng vàng phải không? Trọng vàng ra Hồng đi vô. Không khí lắng xuống rồi. Này về Thịnh, uống miếng nha. Quay đâu, quay menu à? giới thiệu luôn menu thỏ. Xin tố bơ các bạn, xin tố dâu, xin tố măng cầu, xin tố dừa, có xin tố sồi, mùa này mùa sồi, xin bố sabo chê, xin tố đu đủ, nước ép cà rốt, nước ép táo rồi các bạn, nước ép thơm. Rồi giờ là cô chủ đang xin tố bơ ra các bạn. xin tố bơ mời các bạn thấy ly. Ly sinh tố hấp dẫn quá. Mời các bạn dùng với mình ly sinh tố bơ nha. Đây, mời cả nhà cùng dùng nha. Sinh tố bơ. Không khí đang lắng động mà. Em bé Thịnh đang ngủ luôn à. Em bé đam mê thể thao coi đang bóng đá là em bé ngủ luôn à. Hả? Này đâu có trực tiếp đâu, chút xíu thả lên. Còn trực tiếp nữa. Quay quá trời. Cái máy tính với trực tiếp cái điện thoại lên nữa. Chị vậy?
Chớp. Đó là mình chia sẻ không khí trận đấu Việt Nam với Nhật Bản các bạn. Các bạn thấy thích thú hãy chia sẻ và đăng ký kênh của mình. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái clip sau nha. Xin trân trọng chào các bạn nha.